cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Chúng em tên Hoàng Ngọc Thế An và Nguyễn Hồng Kha đến từ chi đội 6A2. Chúng em rất vinh dự khi được gửi lời tri ân đến thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Tháng 11 lại về, mang theo con gió vui nhìn mang mang trên cánh hoa vàng tháng tiếng. Trên cái ánh sáng dịu dàng, xinh trẻo cũng là lúc học sinh chúng em có dịp hướng lòng mình về những người thầy, người cô, cũng như các cô chú cán bộ nhân viên trên nhà trường, những người luôn tận tâm chăm sóc và dạy dỗ chúng em. Có một ngày tuổi thơ bán đầy tay, có một ngày cao quý trong các ngày cao quý ấy là thầy giáo. Chẳng biết ai đã yêu quý mọi những người thầy giáo, cô giáo là những người dìu mò thầm lặng sao la đầy quá để cả một đời người lái đò với những tiếng mò chăm chăm tập với người ký túc về nhiều biết của một tấm đề lặng trôi năm tháng đêm trôi con đò tự chuyện một thời rất xưa. Rồi người chờ chống đón đưa, mà cho bụi phấn, bữa trưa rơi nhiều. Thầy cô vẫn thế, ngày ngày đón đưa tình chiến đò sang sông, không quả nắng mưa, sương gió. Mà đâu hay, mái tóc đã ngã nào khô tha vì bụi phấn. Đâu hay, anh em đã hành sâu trên khuôn mặt, khuế mắt cô thầy. Trong mắt hạt đò chúng em, chiếc bảng đen, kim phấn trắng vừa là trí tuệ, vừa là chữ thân, là đất đồ của người thầy. Thầy cô ơi, chúng em vẫn hình dung được vào những ngày hè oi ả hay những đêm đông rét buốt, xung kính rã rết của côn trùng. Thầy cô vẫn miệt mài lên trang giáo án, tìm ra những phương pháp thích hợp nhất để dạy cho chúng em những bài học làm người. Chúng em xin cảm ơn thầy cô, cảm ơn cô chú nhân viên nhà trường. Chúng cũng xin lỗi thầy cô, xin lỗi cô chú vì chúng em biết tâm hồn còn non nớt, hơn ngay có những bụng dạ không chịu, không biết bao lần. Chúng em đã làm thầy cô chú phiền lèo và cũng đã đau lòng thầy cô chú tha thứ cho chúng em vàng lèo đã dung và tình yêu thương tha thiết. Cuối cùng, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh toàn trường kính chúc các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ nhân viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vững tay chèo trên dòng sông mênh mang của sự nghiệp tròn người đại cao cả. Ngày giáo dục nổi tiếng người sếp đã từng nói, dưới mặt trời không có ngày nào cao quý hơn ngày dạy học. Vâng, thầy cô mãi là những con người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng em. Chúng em xin nhân lời cảm ơn.